Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Truyện Ma. Chúng ta đã cùng gặp gỡ tác giả Bích Ngọc với nhiều dị truyện mà Hẻm Truyện Ma cũng như Truyện Ngọc Lâm đã phát hành. Và ngày hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ với tác giả Bích Ngọc với dị truyện mang tựa đề Lúc Nửa Đêm. Dị truyện kể về những ấn tượng của Trịnh Vi và Ngô Lỗi trong cái thời gian hàn gắn với nhau. Những điều bí ẩn, những thủ đoạn đã dần dần được hé lộ. Mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Truyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Màn đêm lạnh lẽo, có mùi ngai ngái của đất và thực vật ẩm mốc. Trịnh Vi gần như nghĩ rằng cô có thể ngửi thấy mùi sắt thép trong không khí. Những ngôi nhà bao quanh lấp lánh những ánh sáng rực rỡ, xanh lam lạnh lẽo, xanh lục mát mắt, đỏ chói lòa. Còn hồ nước thì yên ả vỗ sóng vào bờ rì rào. Hình ảnh của mặt trăng phản chiếu đã di chuyển tới bên kia hồ và run rẩy neo lại ở đó như thể nó đang sợ hãi những cái thứ ánh sáng kia. Ngô Lôi tra khóa vào ổ. Trong nhà chẳng như có ai, gần như là không có bất kỳ một thứ âm thanh nào hết. Tú Nguyên thì đang ngủ ở trên chiếc ghế đỏ tại tiền sảnh khi họ đi vào. Chiếc kính thì hơi lệch và rõ ràng là cô cậu đã ngủ quên. Một cuốn sách vẫn còn mở, rơi ở trên nền nhà và đôi chân đi giày đánh đu trên ghế theo cách không thoải mái lắm. Trịnh Vi ngay lập tức đã thương thay cho cậu bé. Cậu bé khiến cho cô nhớ tới cậu bạn thân hồi lên 9 hay 10 tuổi, lúc nào cũng kè kè cặp kính rồi mắt chớp ngượng nghịu và đôi tai nữa chứ. Tú Nguyên thì giống như một con mèo vậy, thằng bé toàn là bạ đầu ngủ đấy. Ngô Lỗi cúi xuống tháo cặp mắt kính, đặt xuống chiếc bàn gần đó. Gương mặt của anh mang nét biểu cảm mà Trịnh Vi chưa từng thấy bao giờ. Một vẻ ôn tồn chất chứa bao bọc khiến cho cô ngạc nhiên. Ôi, để yên đồ của thằng bé ở đó. Anh chỉ làm vậy vấy thêm bùn mà thôi. Ngô Thư thì gắt gỏng, rồi cởi cúp chiếc áo khoác ướt nhẹp ra. Váy dán chặt vào thân người cao ráo và nước làm cho chiếc thắt lưng da dày nơi eo của cô nàng sẫm màu lại. Họ chỉ thấy được cái tay cầm lấp lánh của sợi roi da trên thắt lưng. Cô nàng đang nhăn nhó, mưa lạnh khiến cho cả ba người ướt hết sạch. Tóc thì bết lại và lạnh người. Ngô Lỗi thốt ra một âm thanh như tiếng cười và đã bị nghẹn lại ở trong họng và dựng cổ áo khoác ướt nhẹp lên. Cả bọn run như cầy sấy. Em cảm thấy lạnh dần dần đây này. Cô nói, em sẽ đi tắm nước nóng. Ngô Lỗi nhìn theo cho tới khi cô nàng biến mất ở hành lang với kiểu ngưỡng mộ bất đắc dĩ. Thì thoảng con thỏ này làm cho anh nghĩ tới một bài thơ. Ngô Thư. Ngô Thư không có vẻ gì là lo lắng chi. Ngô Thư không có la hét chẳng vội vã gì. Thế anh có lúc nào muốn hét hay chưa? Trịnh Vi cười vui vẻ. Ngô Lỗi cởi áo khoác ướt nhẹp ra và treo lên trên móc bên cạnh áo của cô em gái. Cũng đôi lúc, con bé đúng về vụ nước nóng, hẳn anh cũng phải tắm ngay thôi. Em cần suy nghĩ một vài việc. Trịnh Vi nói, đột nhiên cô muốn có chút thời gian riêng tư. Em sẽ ở đây thêm một lát. Đừng có ngốc nghếch thế chứ. Em phải đi tắm, anh sẽ tắm sau. Quần bò của anh cũng đã ướt và tụt xuống tận xương hông, khoe khoảng da trắng xanh, đầy kín hình xăm giữa cặp quần và gấu áo phông. Trịnh Vi thì nhìn đi nơi khác. Em không nghĩ... Thôi nào. Giọng anh cương quyết. Em ướt nhẹp hết cả người và chắc chắn sẽ không có muốn bị cảm lạnh đâu. Hay em muốn anh chăm sóc cho em cả ngày? Cô miễn cưỡng nhìn anh. Vậy thì anh tắm trước đi. Em sẽ tắm sau vậy. Cô nàng lén lút nhìn màn hình điện thoại trong khi đi theo Ngô Lỗi vào phòng tắm. Tuấn Khải thì không gọi, hơi lạnh dường như đang kết tinh thành trong ngực của cô. Chới với sau suốt ngần đó năm, mà mãi 2 tuần trước, cô với Tuấn Khải mới xảy ra cãi vã. Còn giờ thì dường như lúc nào cậu cũng giận cô vậy. Phòng của Ngô Lỗi gọn gàng, ngăn nắp và trống trải như phòng của một thầy tu. Căn phòng chẳng có một chút gì có thể tiết lộ một chút về anh. Không có một tấm poster trên tường, không có một cuốn sách ở trên mặt bàn, thậm chí chăn trên giường cũng đã trắng trơn. Anh tới tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông, tay dài, màu xanh da trời được gấp một cách gọn ghẽ trong ngăn tủ kéo. Anh sẽ đi tắm, cứ gọi anh nếu em cần gì nhé. Trông anh như muốn nói gì nữa, nhưng rồi lại thôi, thêm một cái nhún vai, anh biến mất vào trong phòng tắm, đóng chặt cửa sau lưng. Trịnh Vi ngồi xuống giường. Chiếc áo đã đặt ở trong lòng và lôi điện thoại ra khỏi túi.
Cô gọi cho Tuấn Khải, chuông đổ 4 hồi rồi giọng trả lời cũng đã tự động vang lên. Xin chào, bạn đang gọi tới số của Tuấn Khải. Hoặc tôi không cầm điện thoại, hoặc tôi đang có cố ý tránh bạn. Hãy để lại lời nhắn nhé. Và em đang định làm gì vậy? Ngô Lỗi đứng trước cửa phòng tắm để mở. Đằng sau nước chảy rào rào và hơi nước thì đang bốc lên nghi ngút. Anh không mặc áo và để chân trần. Chiếc quần bò ướt trượt xuống hông để lộ rõ những hõm xương, trông như có người đã ấn tay tạo thành vết ở trên đó vậy. Trịnh Vi gặp điện thoại và vứt xuống giường. Em có làm gì đâu, chỉ là xem giờ thôi mà. Có đồng hồ cạnh giường đó, anh đã biết tổng. Em định gọi cho thằng ngốc đó, có đúng không? Tên cậu ấy là Tuấn Khải. Cô vò chiếc áo của Ngô Lỗi trong tay. Và anh đừng có suốt ngày cay nghiệt với cậu ấy chứ. Cậu ấy đã giúp anh không chỉ có một lần thôi đâu. Ngô Lỗi khép mắt nghĩ ngợi. Hơi nước nghi ngút ngập tràn ở trong phòng tắm khiến cho tóc anh càng thêm xoăn. Giờ em cảm thấy tội lỗi vì cậu ta đã bỏ đi mất. Nếu là anh không mất công gọi cho thằng đó đâu. Nó đang lẩn tránh em đấy. Trịnh Vi không thèm che giấu sự tức giận. Và anh biết vì anh mà cậu ấy đã trở nên thân thiết lắm chứ gì. Anh biết vì anh thấy điều đó ở trên mặt cậu ta trước khi cậu ta bỏ đi. Anh đáp, em thì không, em không nhìn, nhưng anh thì có đấy. Trịnh Vi hất gọn những lọn tóc vẫn còn ẩm ra khỏi mắt. Phần da dính vào lớp quần áo ướt, nghe ngứa ngáy. Cô nghĩ cô có mùi giống đáy hồ và cô không ngừng nghĩ ngợi với vẻ mặt Tuấn Khải khi cậu nhìn cô. Như thể cậu ghét cô vậy. Đó là lỗi của anh. Cô đột nhiên nổi đoá và cất tiếng. Anh không nên hôn em như vậy. Đang tựa người vào khung cửa, Ngô Lỗi bỗng đứng thẳng dậy. Vậy anh nên hôn em như thế nào đây? Em thích cách hôn khác hay sao? Em đã nhìn anh đắm đuối cơ mà. Không. Tay của cô run rẩy đặt ở trong lòng, chúng lại trắng bệch và nhăn nhao vì ngâm nước. Cô đan tay vào nhau và co lại không ngừng run. Em không nhìn anh. Cô lẩm bẩm. Cái gì? Em nói, em không nhìn anh. Cô buông đôi bàn tay đang đan vào nhau ra. Trong lòng bàn tay giờ đã hằn những vết đỏ do móng tay bấm vào. Hay ít nhất là em đã cố tình không nhìn anh. Mắt của Ngô Lỗi nheo lại, chỉ còn lại một dải sáng vàng kim dưới hàng mi. Và cô nhớ lần đầu tiên cô gặp anh, rồi anh đã khiến cho cô nghĩ tới một con sư tử vàng đẹp rực rỡ và nguy hiểm chết người đến như thế nào. Sao lại không? Anh nghĩ vì sao nào? Cô nói gần như không ra hơi, chỉ như tiếng thì thào mà thôi. Vậy thì vì sao ư? Giọng của anh run run. Sao lại bày đủ trò với cậu ta? Sao cứ mãi đẩy anh ra xa em vậy? Không cho anh ở gần em vậy? Vì em không thể... Cô thì thào. Em cũng không biết nữa. Vậy nên em nói điều đó ngay từ lúc đầu chứ. Anh đang giận và cô biết điều đó. Ngô Lỗi. Cô gọi. Nhưng anh đã tránh xa cô. Trên mặt không còn có một nét cảm xúc. Giống như có một cánh cửa đã bị khóa trái và niêm phong lại. Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nhìn cô theo cách khác. Vậy anh xin lỗi em vì mọi lời của anh nói nhé. Giọng anh vững chắc, nghiêm nghị. Anh sẽ không hôn em nữa. Em cứ tin vậy đi. Trái tim của Trịnh Vi đập chậm lại, lộn nhào không chủ định vào thời khắc anh rời khỏi cô, rút chiếc khăn tắm khỏi quần áo của cô, đi trở lại phòng tắm. Anh làm gì vậy? Tắm nốt. Và nếu có nói chuyện lung tung với em làm nước nguội mất, anh bước vào trong phòng tắm, đạp cửa đóng sầm lại sau lưng. Cô nằm sụp xuống giường nhìn chân trối lên trần nhà. Trần nhà vô hồn như vẻ mặt của anh trước khi quay lưng với cô vậy. Cô lăn người và nhận ra mình đang nằm ở trên áo phông xanh của anh. Áo có mùi hương của anh, giống mùi xà bông, khói và mùi bụi đường. Cô cuộn mình ôm lấy áo vào lòng như thời còn rất bé. Cô đã từng nằm cuộn tròn ôm lấy chiếc chăn yêu thích, rồi cô nhắm mắt lại. Trong giấc mơ, cô nhìn xuống mặt nước lấp lánh, trải dài ở bên dưới là một tấm gương rộng mênh mang, phản chiếu bầu trời đêm. Và giống như một chiếc gương, mặt nước đặc cứng, cô có thể bước đi ở trên đó. Cô bước đi, hít vào hương trời đêm cùng lá ướt và cả mùi của thành phố lấp lánh ánh đèn hoa lệ, xa xa như là những lâu đài thần tiên đang tỏa ánh hào quang. Và ở bất cứ nơi nào cô đặt chân xuống, những vết nứt hình mạng nhện lan rộng dần. Rồi những mảnh gương bắn tung tóe như những tia nước. Bầu trời bắt đầu rực sáng, sáng lên bởi những điểm lửa, như những đầu diêm đang bốc cháy vậy. Chúng rơi xuống, một trận mưa than nóng chảy rơi từ trên bầu trời. Cô co rúm người lại, hai tay thì giơ lên trên cao. Một viên than rơi xuống trước mặt của cô. Một vạt lửa to lớn,
rồi khi chạm đất, nó lại biến thành một cậu thiếu niên là Ngô Lỗi, tỏa ánh sáng chói lọi với đôi mắt và mái tóc mềm, cùng với đôi cánh bạch kim xải rộng kiêu hãnh sau lưng, rộng hơn và dày dặn hơn cánh bất cứ một loài chim nào. Và cười như một chú mèo và chỉ ra sau cô. Cô quay lại, thấy một cậu thiếu niên tóc đen khác là Tuấn Khải hay sao? Cậu đang đứng ở đó, cũng với đôi cánh xòe rộng, nhưng là những sợi lông vũ đen tuyền như bầu trời nửa đêm, và là mỗi sợi đều có nhỏ máu. Trịnh Vy bừng tỉnh thở hổn hển, tay nắm chặt lấy chiếc áo của Ngô Lỗi. Phòng ngủ đã khá tối, ánh đèn đường bên ngoài hắt vào qua một khung cửa sổ hẹp ở bên cạnh giường. Cô ngồi bật dậy, đầu của cô nặng, còn gáy thì sau đau nhức. Cô chậm chạp nhìn quanh phòng và nhảy dựng lên khi đôi mắt sáng như là mắt mèo trong bóng tối, loe loe nhìn về phía của cô. Ngô Lỗi đang ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh giường. Anh mặc quần bò, áo len xám và mái tóc cũng đã gần khô. Anh đang cầm thứ gì đó phản ánh thứ ánh sáng trong tay như kim loại, vũ khí chăng? Nhưng mà anh đang canh chừng điều gì đó, trong khi nhà cô thì không có tài nào có thể đoán nổi. Em ngủ ngon chứ? Cô gật đầu, miệng của cô khô khốc. Sao anh không gọi em dậy vậy? Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi. Hơn nữa em ngủ như chết rồi vậy. Em còn chảy nước miếng nữa cơ. Anh lại nói thêm, lên áo anh. Trịnh Vy vội đưa tay lên trên miệng. Xin lỗi. Có phải lúc nào cũng được thấy người ta nhỏ dãi đâu cơ chứ? Anh nhận xét, đặc biệt là ngủ say như cún nữa chứ. Miệng mở rộng, rồi thôi, đủ cả. Ôi, thôi im đi. Cô lần tay quanh giường, tìm lấy chiếc điện thoại để kiểm tra. Dù cô biết kết quả sẽ như thế nào, không có cuộc gọi nhỡ, đã 3 giờ sáng rồi. Cô thất vọng nói, anh nghĩ cậu ấy có ổn hay không? Thực ra, anh nghĩ cậu ta quái quái vậy. Ngô Lỗi đáp, dù điều này chẳng liên quan gì đến giờ giấc cả. Cô nhét điện thoại vào túi quần. Em đi thay đồ. Căn phòng tắm sơn trắng của anh không có lớn hơn phòng tắm của Ngô Thư, dù nó gọn gàng hơn nhiều. Giữa các căn phòng và căn nhà này không có khác nhau nhiều lắm. Cô vừa nghĩ vừa đóng cánh cửa lại sau lưng, nhưng ít nhất thì cũng có được một chút ít riêng tư. Cô cởi chiếc áo ướt và treo lên trên mắt, té nước lên trên mặt rồi cào sơ qua mái tóc quăn đang bị rối bù. Chiếc áo của anh quá lớn so với cô, nhưng chất liệu thì lại khá mềm. Cô xắn ống tay áo và trở vào trong phòng ngủ, nơi anh vẫn ngồi y như lúc trước. Mắt của anh đầy tâm trạng, đang nhìn xuống cái vật sáng loáng ở trên tay. Cô ngồi dựa lưng lên chiếc ghế. Cái gì thế hả anh? Anh trả lời, anh quay nó sang cho cô nhìn được rõ là một mảnh kính vỡ nham nhở. Phản chiếu kính gương mặt thì kinh ngạc lộ rõ qua đôi mắt tròn xoe của cô. Anh không biết là em vẫn còn giữ nó đấy. Ngô Lỗi để mảnh gương ra xa một chút. Em định làm gì với thứ này? Giữ nó ở bên cạnh như một kỷ niệm ư? Trịnh Vy cướp lấy mảnh gương từ tay của anh, nhưng đã bị hụt, đầu ngón tay của cô đã bị nó xẹt qua rớm máu. Trả lại cho em, anh không có quyền đụng đến nó. Ngô Lỗi giả vờ ném nó qua ô cửa sổ, càng thất vọng hơn khi nhìn thấy sự buồn bã trên gương mặt của cô. Thằng đó nhìn thấy chúng ta hôn nhau qua tấm gương, mà lại là cái gương của em mua cho nó. Rồi thì em lại còn đau khổ giữ lại một mảnh khi nó đã đập nát ra như cám vậy à? Em thích nó sao? Khóe mắt của cô ngần ngận nước. Cô gắt lên, đặt nó xuống ngay đi. Rồi giọng của cô đột nhiên đã dịu lại. Làm ơn. Ngô Lỗi chán nản, nắm chặt mảnh gương ở trong tay. Trịnh Vy thì hoảng hốt khi thấy máu của anh rơi lòng tòng ở trên ga giường. Nhưng cô đã cố kìm lại để không tỏ ra lo lắng cho anh. Lát sau, anh thả nó ra, lòng bàn tay nhây nhớp máu. Anh có thể... Những tiếng chuông dồn dập đổ liên hồi cắt đứt những lời nói của Trịnh Vy. Cô cho tay vào túi trước khi nhận ra thứ âm thanh cô vừa nghe thấy. Nghe nó lớn hơn và rõ ràng hơn bất cứ tiếng chuông điện thoại nào của mình. Cô bối rối nhìn quanh. Chuông ở dưới nhà đấy. Ngô Lỗi nói và vơ lấy áo khoác. Đi nào. Anh thầm cảm ơn tiếng chuông ấy đã phá vỡ không khí căng thẳng lúc này. Họ đi được nửa đường tới sảnh khi Ngô Thư ào ra khỏi phòng ngủ, mặc áo choàng tắm cô tông, mặt nạ che mắt bằng lụa hồng kéo lên trên trán cùng với cái vẻ ngái ngủ. Mới tới 3 giờ thôi mà, cô gắt gỏng, kiểu như muốn bảo đây là lỗi của anh trai mình vậy, hay có thể là lỗi của Trịnh Vy. Ai lại đi ấn chuông cửa lúc 3 giờ sáng chứ? Có lẽ là bố hoặc mẹ chăng? Trịnh Vy nói, đột ngột cô cảm thấy lạnh.
hai người họ có thể tự mình đi vào. Anh bảo, kể cả bất cứ người nào cũng có thể hết. Cánh cửa nhà này chỉ cản chân của bọn ma quỷ và những tán hồn đi lạc mà thôi. Trịnh Vi chẳng vui vì câu nói đùa của anh. Cô cảm thấy tim mình thắt lại. Tuấn Khải, cô kêu lên, chắc chắn là cậu ấy. Ôi, quỷ thần thiên địa ơi! Ngô Thư ngáp dài, cậu ta thực tình là muốn đánh thức chúng ta vào cái giờ rời ơi đất hỡi như thế này để chứng minh tình yêu của mình dành cho em hay sao? Cậu ta nói điện không được hả? Bọn đàn ông hâm cả rồi. Họ liền tiến tới sảnh, giờ thì chẳng còn ai, hẳn là Tú Nguyên đã tỉnh ngủ và tự lết ở trên giường. Ngô Thư thì sầm sập băng ngang phòng để gạt công tắc nơi bức tường kia. Một tiếng rình rõ ràng phát ra từ đâu đó trong nhà. Đó, cô nói, cầu thang máy đang lên. Anh thật không thể tin là cái cậu này chẳng có lấy một chút đầu óc hay tự trọng gì hết mà chỉ biết tìm đường chỗ uống cho say rồi lăn quay ra nơi cống rãnh nào ấy cho rồi. Ngô Lỗi thì dè biểu, phải nói chứ, anh thất vọng thằng nhóc này quá. Trịnh Vi chẳng buồn nghe. Cảm giác sợ hãi dâng lên khiến cho máu của cô đông lại. Cô nhớ lại giấc mơ, những giấc mơ thiên thần, băng giá, Tuấn Khải với đôi cánh rỉ máu. Cô rùng mình. Ngô Thư nhìn cô một cách cảm thông. Ở đây lạnh mà. Cô nàng nhận xét, Ngô Thư với tay lấy chiếc áo nhung xanh biếc đang mắc ở trên áo. Này, cô nàng nói, mặc vào đi. Trịnh Vi khoác áo và kéo nó sát quanh mình. Áo dài quá, nhưng ấm áp. Áo lại có mũ được viền sa tanh đấy chứ. Cô bỏ mũ xuống và nhìn cho rõ cửa thang máy đang mở ra. Cửa mở ra khoảng không gian đóng hộp xuống trống rỗng. Bốn bên vách là gương phản chiếu khuôn mặt trắng xanh, run rẩy của chính mình. Không thèm ngừng lại suy nghĩ, cô bước vào bên trong. Ngô Thư bối rối nhìn cô. Cậu làm gì vậy? Tuấn Khải ở dưới đó. Trịnh Vi đáp. Tôi biết cậu ấy đang ở dưới đó. Nhưng... Đột nhiên Ngô Lỗi đã ở bên Trịnh Vi, giữ cửa mở cho em gái. Đi nào, nhóc. Anh nói, với tiếng thở dài rất kịch, cô nàng đã đi theo. Cô cố nhìn vào mắt của anh khi cả ba đi xuống trong im lặng. Ngô Thư ghim gọn lọn tóc dài cuối cùng, nhưng Ngô Lỗi thì không nhìn lại Trịnh Vi. Anh đang ngắm mình ở trong gương thang máy, khẽ khẽ huýt sáo như một thói quen mỗi độ căng thẳng. Cô nhớ đến anh ta khẽ run khi ôm lấy cô trong công viên. Cô nhớ tới vẻ mặt của Tuấn Khải. Và rồi cậu ấy gần như là bỏ trốn cô, biến mất trong bóng tối ngoài công viên. Sự sợ hãi thắt thành từng nút thắt trong lồng ngực của cô, mà cô cũng chẳng biết nguyên nhân do đâu. Cửa thang máy mở ra, gian giữa phòng khách sống động với những ánh nến đang nhảy múa. Cô vội vàng lách qua Ngô Lỗi ra khỏi thang máy và tự động chạy qua khoảng hẹp giữa những hàng ghế sofa lớn. Cô dẫm phải vạt áo khoác dài lê thê và vội vã ôm lên trước khi lao qua cánh cửa đôi rộng. Ở bên trong, những cánh cửa này được chốt lại bằng những then đồng to cỡ bằng cánh tay của cô. Khi cô với tay lên trên then cài cao nhất, tiếng chuông cũng đã lại vang lên lần nữa. Cô nghe thấy tiếng của Ngô Thư thì thầm với anh trai, và rồi cô đang kéo chốt xuống. Cô cảm nhận thấy bàn tay của Ngô Lỗi đang đặt trên tay của cô, cho cô thêm sức lực đẩy cánh cửa nặng nề. Không khí vào ban đêm ùa vào, khiến cho ánh nến có phần lay động. Không khí đượm mùi của thành phố, mùi muối và khói bụi, mùi bê tông và rác rưởi đang nguội đi. Và ẩn dưới những mùi quen thuộc đó là còn thoang thoảng mùi đồng, giống như là mùi đồng xu mới toanh vậy. Lúc đầu thì Trịnh Vi cứ tưởng bên ngoài là không có người. Nhưng sau đó cô đã chớp mắt, thấy Tân Thành đang đứng ở đó. Những lọn tóc xoăn hỗn độn vì gió đêm. Chiếc áo sơ mi trắng mở cúc để lộ ra vết sẹo nơi hõm cổ. Gã đang bế trên tay một ai đó. Cô chỉ thấy được thấy thế trong lúc chết chân nhìn gã ta. Đó chính là một thi thể. Một ai đó đã hoàn toàn lìa bỏ sự sống. Chân tay lủng lẳng những sợi dây xích, sợi dây thừng mềm oặt ra. Đầu ngửa ra sau để lộ ra cần cổ đã bị rách toạc. Cô lấy bàn tay của Ngô Lỗi nắm chặt lấy tay của cô như là gọng kìm. Và chỉ khi đó, cô mới có thể nhìn kỹ hơn để rồi nhận ra chiếc áo khoác nhung đỏ đen quen thuộc ở trên cổ tay áo cũng đã rách tung. Chiếc áo phông xanh ở bên dưới lốm đốm máu, cô đã liền hét lên. Nhưng tiếng hét không thành tiếng, Trịnh Vi thấy đầu gối không có còn lực chống đỡ cả thân mình và cô sẽ trượt ngã xuống dưới đất nếu không có Ngô Lỗi giữ lại. Đừng nhìn! Anh thì thầm bên tai của cô. Nghe anh, đừng nhìn!
Nhưng cô không thể không nhìn vào mái tóc nâu bết máu của Tuấn Khải, cách cổ họng rách bươm, vết đứt ở trên cổ tay thì đang lủng lẳng, những đốm đen nhảy múa trước mắt của cô khi cô hít thở. Chính Ngô Thư là người đã giật lấy một giá nến trống ở bên cửa và nhắm thẳng vào người của Tân Thành, như thể đó chính là một thanh giáo ba chĩa. Anh đã làm gì Tuấn Khải vậy? Trong chốc lát, giọng của cô nàng nghe rõ ràng và đầy quyền uy, hệt như là một bà mẹ. Không phải tôi. Gã nói, giọng thì ngang phè phè, không thể biểu lộ cảm xúc, rồi đặt Tuấn Khải nằm ở dưới đất gần sát với Trịnh Vi, dưới sự nhẹ nhàng đáng ngạc nhiên. Cậu ta ngã vào giàn giáo, tôi cũng nhìn thấy và đã cố hét lên, nhưng cậu ta cứ chạy như thể đang trốn tránh thứ gì vậy. Trịnh Vi vùng người ra khỏi vòng tay của Ngô Lỗi, quỳ xuống bên nền bê tông. Cô không có thấy ghê sợ khi chạm vào làn da dính máu của cậu bạn thân, khi đặt tay dưới đầu của cậu, kéo cậu tựa vào lòng của mình. Cô chỉ thấy lại nỗi kinh hoàng của hồi 5 tuổi đã làm cho gãy chiếc đèn chùm vô giá của mẹ. Không có gì, một giọng nói đã vang lên trong đầu của cô, có thể hàn gắn những thứ mảnh vỡ này. Tuấn Khải. Cô thì thào, chạm vào mặt của cậu bạn, khiến cho kính của cậu cũng đã biến đầu mất. Tuấn Khải, mình đây. Thằng nhóc không nghe thấy cô nói gì đâu. Tân Thành nói, nó không có còn thở nữa. Tay của cô vô thức đã ôm chặt lấy cậu. Chúng ta phải đưa cậu ấy tới bệnh viện. Đúng rồi, Ngô Thư, cậu có mang điện thoại xuống chứ? Giúp tớ gọi xe cứu thương đi. Họ không thể làm cho cậu ta sống lại được đâu. Ngô Lỗi buồn bã, em đừng có như thế nữa. Cô gật đầu ngẩng lên, anh nhìn xuống cô, chiếc giá nến ba ngạnh làm bằng kim loại, Ngô Thư vẫn nắm chặt ở trong tay. Thế là đột nhiên cô nhìn thấy hình ảnh của Ngô Lỗi đang đè Tuấn Khải xuống và đâm mạnh vào ngực của cậu, khiến máu phun lên như suối. Tránh xa chúng tôi ra. Đột nhiên cô hét lên, lớn tiếng tới mức những người lạ đang đi trên đại lộ trước thềm nhà đều quay lại nhìn, như thể họ đã bị giật mình. Mặt của Ngô Lỗi thì trắng bệch, trắng tới nỗi đôi mắt mở to của anh trông giống như là chiếc đĩa sứ, không có tính người và sự kỳ lạ sao đó. Mình đây. Trịnh Vi quay lại với Tuấn Khải, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên trên má. Tuấn Khải, mình đây, mình là Trịnh Vi đây. Những ngón tay của cô cứ trượt đi. Cô thì không nhìn xuống, cô thấy chúng ướt đầm máu và vạt áo từ những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô. Tuấn Khải, mình yêu cậu. Cô nói, nước mắt ràn rụa như mưa. Chôn cậu ta đi. Tân Thành thở dài, gã dường như đã quá chán nản cái việc phải chứng kiến cảnh người ta quỵ lụy trước cái chết của một ai đó. Mối quan hệ của gã với nhà họ Ngô vốn chẳng có tốt đẹp gì, thậm chí còn thường xuyên đấu đá nhau. Nhưng việc gã cư xử tốt đẹp hôm nay khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Tôi không nghĩ cậu ấy có thể làm được. Ngô Thư nhìn xuống Trịnh Vi, cô nàng khóc đến cạn cả nước mắt. Tuấn Khải là trẻ mồ côi. Trong một phút cô cảm thấy thực sự may mắn vì nỗi đau này chỉ có một mình cô phải chịu đựng. Âm thanh vang lên như xé toạc cổ họng cô. Tiếng nức nở sụt sùi nghe như là tiếng hét. Tôi sẽ không chôn cậu ấy đâu. Cô nghĩ cậu ta sẽ mãi mãi như thế này sao? Tân Thành nói không thương tiếc. Chết mà cũng không được chôn. Đằng nào cậu ta cũng không thể thức dậy được. Cả ba đang nhìn chằm chằm vào cô. Anh em nhà họ Ngô như đang nín thở, chờ đợi câu trả lời từ Trịnh Vi. Tân Thành thì có vẻ như không thèm để ý, nếu không muốn nói là chán ốm. Anh không thể vào đây được vì anh không thể, đúng không nhỉ? Trịnh Vi thì bực bội gạt trong nước mắt, ngước nhìn gã. Vì đây là đất thánh, còn anh là thứ bị nguyền rủa. Cũng không hẳn. Gã nhún vai, ít ra tôi vẫn còn sống kia mà. Nếu không có vết sẹo dài ở trên da, Trịnh Vi thật sẽ chẳng nghĩ bạn mình đang yên bình chìm trong giấc ngủ. Chúng ta có thể chôn cậu ấy. Cô nói, nhưng tôi muốn đưa cậu ấy tới nghĩa trang của thành phố. Mắt của Tân Thành thì sáng lên. Sẽ không đẹp mắt lắm đâu. Chúng ta phải phá cổng vì nơi đó chỉ dành cho những người giàu có. Chẳng có gì còn đẹp mắt bao giờ cả. Ngô Lỗi thì nghiến hàm. Chúng ta phải làm thôi. Giờ chỉ vài giờ nữa thôi là bình minh lên rồi. Nghĩa trang nằm ở mé tây của thành phố giáp với ngoại ô, nơi những con đường trải rộng và dài, gần như lúc nào cũng vắng tanh. Còn đại lộ thì dẫn tới nghĩa trang chỉ được thắp sáng bởi một ngọn đèn đường duy nhất. Chỉ mất chút ít thời gian, với cây kim và 2/3 sức lực là họ đã phá được cổng và tìm chỗ kín đáo cho hai người đàn ông đào xới. Huyệt mộ nằm ở trên đỉnh đồi thấp, với những hàng cây rậm rạp phủ kín che chắn họ khỏi ánh mắt tò mò của những người đi đường. Rặng cây là một vỏ bọc tuyệt vời.
Những sườn đồi không hướng ra mặt đường lổn nhổn bia mộ. Rất nhiều người trong số đó đã khắc hình giao huy của dòng tộc ở bên trên. Dưới ánh trăng, những tấm bia mộ đó óng ánh một màu bàng bạc và khiến cho chúng trơn láng như sữa. Xa hơn một chút là hồ nước lăn tăn bàng bạc, một nơi khá đẹp. Trịnh Vi thì nghĩ đây là nơi vào ban ngày bạn có thể tới thăm một ai đó để ngồi một lúc và suy ngẫm về cuộc đời, xem cuộc đời có ý nghĩa gì đối với bạn. Nhưng đây không phải là một nơi hay ho để lén lút lui tới trong bóng đêm dưới sự che phủ của bóng cây để chôn cất một người bạn ở bên dưới ngôi mộ đất nông toẹt, không hề có quan tài hay là người đưa tiễn. Một thoáng cơn choáng váng cũng đã tràn qua Trịnh Vi, và không một giây cô suy nghĩ mình sẽ ngất mất. Trịnh Vi, giọng của Ngô Lỗi gọi giật cô khỏi cơn mê hoặc. Nào, em không cần phải nhìn nó đâu. Anh giơ tay cho cô, nhìn qua vai của anh, cô thấy Tân Thành đang đứng với chiếc xẻng ở trên tay. Gã cuốn thi thể của Tuấn Khải ở trong chăn, đặt dưới chân của Ngô Thư, và vì thế trông cô nàng như là đang canh xác. Em muốn ở đây với cậu ấy. Anh biết, chúng ta sẽ quay lại ngay mà thôi. Cô không có nhúc nhích, Ngô Lỗi ra hiệu cho cô em gái. Ngô Thư tiến tới nắm lấy cánh tay mà không còn sức lực của cô, rồi lôi tuột cô khỏi trong ghế. Xuống dưới sườn đồi, ở đó có những tảng đá, ngay trên những hàng bia mộ đầu tiên. Ngô Thư ngồi xuống một tảng đá và kéo khóa áo. Ngoài này quả thực là rất lạnh. Lần đầu tiên trong thời tiết mùa này, Trịnh Vi có thể trông thấy làn hơi của mình khi thở ra. Cô ngồi trên tảng đá ở bên cạnh cô và nhìn xuống dưới mặt hồ. Cô có thể nghe thấy tiếng xẻng đào đất đang đều đều vang lên theo nhịp khi xẻng của Tân Thành và Ngô Lỗi chạm tới rời khỏi lớp đất hắt lên trên. Hai người đàn ông rất khỏe mạnh, làm việc rất nhanh, không mất nhiều thời gian để mà đào xong huyệt. Mà Tuấn Khải cũng không có to con lắm, huyệt cũng chẳng cần sâu đến như vậy. Trịnh Vi bỗng thấy dạ dày quặn lại, cô gập người, tay thì ôm bụng. Tớ thấy muốn nôn rồi, tớ biết, vì thế anh tớ sẽ nhờ tới cậu ra đây. Trông cậu như sắp nôn xuống chân của Tân Thành. Cô rên lên khe khẽ, biết đâu như thế hắn hết cười khẩy. Ngô Thư thì tư lự, cũng đáng để thử ấy nhỉ, cậu im đi. Cơn đau đã nhẹ bớt, Trịnh Vi ngẩng cổ, ngắm nhìn mặt trăng như là một chiếc đĩa bạc bóng bẩy bị mẻ, đang trôi bồng bềnh giữa biển sao. Đây là lỗi của mình. Ngô Thư xoa xoa lưng của cô. Không phải lỗi của em đâu. Ngô Lỗi từ trên đồi đi xuống. Anh nói đúng, đây là lỗi của chúng ta. Anh đã đến trước mặt của cô, vẻ bực bội đang hằn lên mắt của anh. Sao em lại nghĩ vậy? Cô im lặng nhìn anh một đỗi. Anh cần cắt tóc rồi. Tóc của anh giờ đã xoăn giống kiểu như xoăn của dây leo khi đã quá dài, thành từng lọn cuộn trong lọn, mang màu tóc trắng bạc dưới ánh trăng. Những vết sẹo trên tay của anh trông như thể được khắc sâu với màu mực của ánh đồng. Anh đẹp quá. Cô buồn bã nghĩ, đẹp và không có một nét nào ở anh, thậm chí là một biểu cảm, một đoạn xương gò má, xương quai hàm hay bờ môi trông kém cạnh cả. Cô muốn lao vào vòng tay của anh và khóc nức nở, nhưng cùng lúc cũng muốn nện nắm đấm vào mặt của anh. Cuối cùng thì cô chỉ nói, nếu không có chuyện ở công viên, chắc chắn Tuấn Khải vẫn còn sống. Ngô Lỗi cúi xuống và giật mạnh một nắm cỏ khỏi mặt đất. Đất vẫn dính ở trên rễ cây, anh ném sang một bên. Chúng ta buộc phải làm những gì chúng ta đã làm. Có phải là chúng ta hôn hít cho vui hay là làm tổn thương cậu ta đâu? Anh... Trịnh Vi ngắt lời. Hình như xong rồi, đi thôi. Lúc họ quay trở lại, Tân Thành đang nện bằng một tảng đất hình chữ nhật lớn. Xác của Tuấn Khải giờ đã nằm ở sâu dưới đất. Ngô Thư ngồi chặt ở trên mặt đất, mặt cô thì đang run lên. Chúa ơi, trời lạnh quá. Cô cuốn chặt chiếc áo khoác sát vào mình. Ít nhất thì chất liệu nhung cũng đã cho cô một chút ấm áp. Như kiểu chỉ qua một đêm mà trời đã chuyển sang đông vậy. Không gian đột ngột ấy dấy lên một thứ âm thanh lạ lùng. Một thứ âm thanh mà Trịnh Vi chưa bao giờ nghe thấy. Đó là chuỗi tiếng động thình thịch theo từng nhịp điệu vọng lên từ sâu trong lòng đất. Nghe như nhịp tim của đất mẹ đang đột ngột vang lên rõ ràng vậy. Chuyện gì thế? Cô hốt hoảng. Ngọn đuốc Ngô Thư cầm ở trên tay cũng đã đột ngột tắt ngấm đi. Theo bản năng tất cả đều đã thấy lạnh người, song đã lập tức tự nhắc nhở bản thân. Đây là hiện tượng vật lý thông thường. Đuốc cháy hết, chẳng có gì đáng sợ cả. Nếu như đuốc cháy cạn dầu thì vẫn còn sáng thì mới là có ma chứ. Đúng lúc ấy thì bỗng nghe tiếng bịch bịch vang lên ở đằng sau lưng. Ngô Lỗi và Tân Thành thì lo lắng,
sau đã xảy ra sự cố, vội vàng tách ra quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngô Thư đang ngồi ngây ở dưới đất, mắt không rời chỗ ngọn đuốc đã tắt, mặt cắt không còn giọt máu. Chuyện này đều tại Ngô Lỗi ngày bé ngồi hù dọa cô em gái không chịu ăn, đã thêm mắm thêm muối khiến cho những chuyện ma quỷ khiếp đảm như một cơn ác mộng. Ngô Thư xưa nay chỉ là một cô nàng tiểu thư đồng đảnh, chưa từng trải qua thử thách gì, lúc này lại ở bên trong một nghĩa địa tăm tối lạnh người. Đột nhiên trông thấy ngọn đuốc tắt lịm đi, làm sao mà cô không sợ cho được, cả người co rúm lại. Đừng có nói là hồn ma của Tuấn Khải hiện hồn đấy nhé. Tân Thành đảo mắt nhìn xung quanh, gã và Ngô Lỗi có thể nói là hai người đàn ông gan dạ nhất ở đây. Thế mà trong tình huống này cũng đã phải dè chừng 4 đến 5 phần. Mấy bóng đen vụt quanh quanh nhanh như chớp, căn bản không ai có thể trông thấy được. Chúng cứ như là đang trêu người mấy kẻ loài người đang ngu xuẩn và yếu ớt. Bỗng tiếng meo meo như gào lên trong bóng tối làm cho cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là mèo thôi, lũ mèo hoang khốn khiếp. Tân Thành nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Một cái gì đó chợt lóe lên rồi tắt lịm đi khiến cho Trịnh Vi giật mình. Cô nép sau lưng của Ngô Lỗi, chỉ tay về phía trước. Bên đó... Tân Thành thì thu hết can đảm tiến lên phía trước. Sương mù bùa vây tứ phía, căn bản rất khó nhìn ra thứ gì. Khi còn cách chừng vài ba mét, gã quay lại nhún vai. Chỉ là một bức tượng mà thôi. Tượng đá dài độ 2 mét rưỡi, toàn bộ đều bằng đá. Ngoại trừ đế tượng thì bốn phía xung quanh đều chạm nổi một hình mặt người lớn, quả cách đá màu cho xám, trông đến nặng nề. Có vẻ gương mặt người là họa tiết trang trí cho quách đá. Ngũ quan rõ ràng, chẳng khác gì là so với mặt người thường, chỉ có điều đôi tai thì hơi to. Hai mắt thì đang nhìn thẳng, khuôn mặt thì hoàn toàn không có biểu cảm. Tuy chỉ là một khuôn mặt được khắc ở trên đá, nhưng lại ẩn chứa một vẻ quái đản lạnh lùng. Khi nhìn rõ một tất cả rồi, bốn người còn cảm thấy gương mặt trên quách này còn đáng sợ hơn cả bọn cô hồn cương thi nữa. Tiếng gà gáy đã báo hiệu sắp sửa mặt trời trồi lên, nơi này không tiện ở lại lâu nữa, tránh sự chú ý của mọi người. Chúng ta phải về thôi. Ngô Lỗi giục, nhưng mà Trịnh Vi vẫn còn lưu luyến với cậu bạn thân. Được rồi, chúng ta sẽ trở về lại sau mà, về thôi. Ngô Lỗi kéo tay của cô, tất cả rời đi trước khi bình minh vừa hửng sáng. Mồ hôi ướt nhẹp khiến cho cơ thể của Ngô Lỗi dính dớp khó chịu. Anh cần phải tận hưởng cái cảm giác thanh lọc cơ thể, mà lựa chọn hợp lý nhất lúc này chính là ngâm mình trong bể bơi. Tân Thành đã đi thẳng về nhà, Ngô Thư và Trịnh Vi thì do mệt mỏi cũng đã đi ngủ trước. Ngô Lỗi mặc chiếc quần đùi, sung sướng và nhảy xuống bể. Nước trong bể bơi vô cùng dễ chịu, nhẹ nhàng vỗ về anh. Đúng lúc cảm thấy buồn tẻ nhất thì anh nhìn thấy ở phía bên kia cũng có một người khác. Có điều là bàn tay của cô gái kia đang bám chặt vào thành tựa bể bơi, tựa đầu vào trong thành bể bất động. Ngô Lỗi cảm thấy rất là kỳ lạ. Phải chăng hai người họ đã đi ngủ rồi sao? Mái tóc ướt sóng sánh ở dưới nước khiến cho anh căn bản chẳng nhìn ra là em gái hay là người mình yêu. Anh bơi đến bên cạnh và cất tiếng hỏi: Nhóc con, Vi Vi. Cô gái đó không có nói gì hết, tay cầm mảnh gương vỡ, không có quay lại nhìn anh. Biết Trịnh Vi đang đau buồn vì cái chết tức tưởi của cậu bạn thân, anh định quay đi để cho cô một mình yên tĩnh, nhưng lại cảm thấy có điều gì đó bất thường. Khẽ vỗ vào vai của cô, hỏi lại một câu: Em không sao đấy chứ? Chỉ thấy cô gái đó giống như là một phiến rêu trơn, trong chốc lát thì từ từ tuột xuống khỏi theo mép bể bơi. Nước vẫn còn ngập đầu, Ngô Lỗi đã vội vàng đưa tay ra nắm lấy vai của cô ấy, nhưng cô đã trơn tuột giống như là một con cá và đã chìm xuống dưới nước. Anh thấy tình thế không ổn, Trịnh Vi chắc chắn là đã bị trúng gió nên đã ngất xỉu ở trong bể bơi. Nếu không được cứu thì sẽ mất mạng như chơi. Ngô Lỗi đã dựa vào khả năng lặn khá tốt của mình, lại từng có kinh nghiệm cứu người, nên đã nhanh chóng dùng ngón tay trái để nắm chặt tóc của Trịnh Vi đang lững lờ trôi như đám bọt biển kia, nâng đầu của cô ấy nổi lên trên mặt nước để cô ấy có thể dễ thở hơn, còn mình thì ra sức đạp nước. Sau khi đã bơi được khoảng mấy mét, cảm thấy cánh tay trái không có còn đủ sức nữa, anh đã bèn lặn xuống nước, định đội đầu của Trịnh Vi đẩy lên. Nhưng mình cũng còn nhân lúc đổi tư thế mà hít thở lấy chút oxy. Anh cũng đã lặn xuống đáy nước, sau đó ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ khuôn mặt úp xuống nước của cô nàng. Mái tóc đen của Trịnh Vi đã rủ xuống rối tung lên, bồng bềnh ở trong nước, che mất tầm nhìn, rất khó nhìn rõ mặt. Chỉ lờ mờ nhận ra khuôn mặt đó đã trắng bệch, miệng và mũi vẫn rất đẹp. Nhìn kỹ một chút hơn,
là một đôi mắt mở to. Đó không phải là đôi mắt của người sống. Đôi mắt kia tuy đủ cả lòng trắng lẫn lòng đen, nhưng chắc chắn có thể nhận ra cô ấy đã chết, và với con người đã bị trương phành lên cho thấy cô đã chết từ rất lâu rồi. Ngô Lỗi ngẩng đầu lên như vậy, cách khuôn mặt của người chết kia chỉ mười mấy mm, đã không còn suy nghĩ được gì nữa, quên cả đạp nước, người cũng đã chìm theo xuống dưới bên dưới. Anh không thể rời mắt khỏi đôi mắt đã bị ngâm đến trương phình kia, giống như cái miệng đó đang nở một nụ cười với anh vậy. Xác chết kia bị mất chỗ dựa cũng đã chìm xuống, vừa chìm vừa nhanh chóng giữa ra. Mái tóc thì cứ cứng đờ, từng sợi tách lìa nổi đầy ở trên mặt nước. Mái tóc của người chết đã bị chóc ra táp thẳng vào mặt của Ngô Lỗi, thi thể cũng đã chìm xuống phía dưới người của anh. May mà nước bể bơi không có sâu lắm, cho nên anh cũng đã nhanh chóng chìm xuống tận đáy, chạm vào đáy bể, mềm mại như dẫm lên cát, càng giống như đạp lên trên da đầu của hàng nghìn hàng vạn người. Dù đang sợ hãi, nhưng với kinh nghiệm bơi lội bao năm qua, vẫn như là một phản xạ có điều kiện giúp cho anh ta đạp nước nổi lên. Người chết kia chìm xuống, lướt qua bả vai của anh. Chính vào giờ khắc đó, Ngô Lỗi nhìn thấy rõ xác chết đã bị giữa mất nửa khuôn mặt kia, chớp chớp mắt với anh. Một động tác nhỏ thôi, nhưng cũng đã khiến cho anh hồn siêu phách tán, điên cuồng lao lên khỏi trên mặt nước. Chiếc gương chìm theo Trịnh Vi xuống dưới đáy, phản chiếu khuôn mặt nát bét nhầy nhuộm máu của Tuấn Khải. Khuôn mặt ở đó cười một cách quái dị, xoáy sâu vào mắt của anh. Ngô Lỗi kinh hãi hét lên, tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở trên chiếc phản trắng cạnh bể bơi. Trên người thì mặc áo choàng tắm, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng anh thì vẫn cứ hơi chột dạ, trở dậy ngó xuống bể bơi nhìn quanh một hồi. Khi đã chắc chắn không có ai, anh mới hoàn hồn và bình tĩnh lại. Ngô Lỗi đã bước ra bên cửa phòng ngoài thay đồ, nhưng cảm thấy có gì đó không có bình thường, lại quay đầu đứng trước gương. Tuy không có nói ra được có gì đó bất thường, nhưng cảm giác đó lại vô cùng mãnh liệt. Anh đứng ở đó, cẩn thận quan sát phòng thay đồ một lần nữa, nhìn đi nhìn lại một lúc, thực sự không nhìn ra căn phòng này có điều gì khác lạ, mới chậm rãi quay trở lại phòng ngủ của mình. Trịnh Vi sáng đi làm muộn, bình thường cô ấy đã dậy từ rất sớm, nhưng đêm qua không ngủ được bao nhiêu, gần đến sáng thì mới bắt đầu thức giấc. Thực sự ngày hôm qua khiến cho cô quá mệt mỏi, cho nên sáng nay Phi vội vàng chạy ra khỏi nhà họ Ngô. Khi chạy đến được tòa cao ốc thì cô cũng gần như đã quá kiệt sức. Vừa bước vào trong tòa nhà, do thay đổi không khí quá đột ngột, cái lạnh kiểu điều hòa đã khiến cho toàn bộ lỗ chân lông của cô như giãn nở hết ra, lông măng dựng đứng hết cả lên. Bước vào văn phòng thì liền thấy lão trưởng phòng hói mặt mày, khó coi đi đến, cứ như là vừa trải qua một buổi mắt xem không thành công. Nói không chừng còn bị đối phương hắt cốc nước đầy vào mặt. Tối nay cô trực ban. Trịnh Vi chỉ gật đầu nhẹ rồi đợi cho bóng của lão kia khuất hẳn. Cậu chưa rửa mặt à? Đồng nghiệp quay sang cô rồi hỏi. Tớ vội quá. Tớ ra nhà vệ sinh một lát. Sếp gọi thì bảo lại hộ tớ nhé. Trịnh Vi cười trừ. Nhà vệ sinh công cộng của tầng này nằm ở đầu kia của hành lang. Công ty chỉ thuê có một góc, còn lại là của mấy công ty khác nhìn có vẻ rất hoành tráng. Tuy nhiên, dù có vô cùng cao nhã đi chăng nữa thì cũng chỉ là một nơi mà Trịnh Vi vào để xúc miệng, rửa mặt rồi lấy lại tinh thần. Cô vừa cúi đầu xuống lấy nước vỗ vỗ vào mặt, rồi lại hét lên một tiếng. Nước chảy có thể chặn âm thanh lại, nhưng không thể ngăn được sự buồn bã ở trong lòng. Lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy có một người con gái đứng sau lưng, đang nhìn cô nhưng mặt thì không có biểu lộ cảm xúc. Trịnh Vi giật mình quay đầu lại, nhìn kỹ thì ra cô ta là một đồng nghiệp khác. Cô cảm thấy thần kinh của mình quá nhạy cảm, ngượng ngùng mỉm cười. Rồi ngồi mãi cuối cùng cũng đã đến lúc tan ca, mọi người lần lượt ra về hết. Chỉ có còn Trịnh Vi ở lại trực ban theo yêu cầu của lão trưởng phòng xấu tính. Trong lúc buồn chán như thế này, mua đồ ăn vặt về nhấm nháp và xem một bộ phim là đã đời nhất. Trịnh Vi đến cửa thang máy, đột nhiên có phần thấy hơi đau bụng. Cô quay đầu đi về phía của nhà vệ sinh. Bước chân gấp gáp đến mức át cả những âm thanh khác. Cô đã vội vàng vào trong nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh này không biết là kiến trúc sư biến thái nào thiết kế. Bước vào một cái là dãy toilet, có khoảng 3-4 cái bồn cầu, 4 cái cửa, mà đối diện với mỗi cánh cửa đều có một bức tranh sơn dầu cỡ lớn. Trong tranh là một nhân vật cổ điển với đủ các loại màu sắc, xem ra cũng không có đến rẻ. Mở nắp bồn cầu thì lại thấy trước mặt là một chàng trai bảnh bao và phong độ nhìn cô cười đầy hàm ý, trong lòng có biết bao nhiêu phiền phức. Đi toilet còn bị cảm giác có người nhìn mình thật là khó chịu,
lúc này lại càng bực mình hơn. Cả tầng lầu đều im ắng. Có một chàng trai giống như người thật nhìn cô như vậy, thực là không có mấy dễ chịu nổi. Chỉ một giây cũng không có định nán lại. Cô xả nước rồi chuẩn bị đi ra. Nhưng trong bồn cầu hình như có âm thanh gì đó. Có lúc có lúc lại như là nghe tiếng khóc dấm dứt, nhưng không phải là của con gái. Tất cả mọi người đều đã ra về. Ở đâu lại có tiếng khóc được cơ chứ? Trong lòng của cô thực sự hoảng sợ. Lông tơ sau lưng cũng đã dựng ngược cả lên. Những âm thanh kia thực sự giống như là phát ra từ trong bồn cầu vậy. Trịnh Vi muốn bỏ chạy, nhưng lại bị sự hiếu kỳ đánh bại. Cuối cùng vẫn đi về phía có tiếng khóc phát ra. Cô từ từ cúi người, nhìn xuống khoảng trống dưới cánh cửa vệ sinh xem có chân người hay không. Mồ hôi túa ra khắp nơi. Cô đưa mắt nhìn hết một lượt bốn chiếc bồn cầu. Không có ai cả, đều trống không. Trong lòng cuối cùng cũng đã thở phào một cái. Định quay người đi thì âm thanh kia đã lại vang lên phía sau. Nghe rất rõ, đúng là tiếng khóc, đứt quãng như tiếng đồng hồ tích tắc. Cô chắc chắn là của đàn ông. Tại sao trong nhà vệ sinh nữ lại có đàn ông được? Trịnh Vi vừa quay đầu, tiếng khóc kia bỗng im bặt. Nhưng trong tiếng khóc hình như là có sự thê lương vô hạn, sự đau khổ khôn xiết. Cô thực sự không chịu nổi nữa, quay đầu rồi gào thét. Nhưng lại nhìn thấy đôi mắt của chàng trai trong bức tranh sơn dầu ở trên tường động đậy. Ngũ quan cũng đã dần dần thay đổi. Và ôi, đây chẳng phải là khuôn mặt quen thuộc nhất đời cô hay sao? Tuấn Khải, chính là cậu ấy. Chân của cô mềm nhũn tại chỗ, không sao có thể cử động được. Mà bên ngoài hình như có tiếng bước chân đi đến. Tuy nhẹ, nhưng lại giống như đang dẫm lên người của cô. Sự nguy hiểm vô hình này bủa vây lấy cô. Còn cô thì không còn có đường nào để có thể lẩn tránh. Có một cảm giác trơn trượt từ từ quấn quanh cơ thể. Trịnh Vi cảm giác cả người mình như đang ngâm nước, chỗ nào cũng thấy mát lạnh. Phía sau cô chợt có một cánh tay thò ra, khô héo, nhăn lại, cứng đơ như xác chết và vỗ vào vai của cô khiến cô nhảy dựng lên. Chân lại mềm nhũn ra ngồi phịch xuống đất. Người đứng trước mặt của cô đang xách một thùng nước, cầm một cái chổi lau nhà rồi nói to. Muộn thế này rồi, cô còn làm gì ở đây vậy hả? Mọi người đều đã về hết cả rồi. Hay cô định không tan ca sao? Chân tay của Trịnh Vi đã ấm áp trở lại. Là bà lao công làm đã lâu năm ở công ty. Trịnh Vi đáp. Bà ơi, cháu tăng ca ạ. Cô lồm cồm bò dậy. Không biết có nên cho bà ấy biết về cái chuyện tiếng khóc vừa rồi hay không. Nhưng tiếng khóc kia lại không có thấy nữa. Còn bức tranh kia thì vẫn cứ y như cũ. Làm gì có chuyện con ngươi chuyển động được chứ? Cô thầm nghĩ. Chắc là do mình đã bị hoa mắt rồi. Bụng dạ đói cồn cao. Do đói nên hoa mắt mà thôi. Bà ta lau xong, xách xô nước đi ra bên ngoài. Trịnh Vi thì thở hắt ra, vội vàng đứng dậy, ra trước bồn rửa tay. Đột nhiên lại có tiếng khóc như có như không vang vọng lại đến. Chính là tiếng khóc bi thương mà cô đã nghe thấy ban nãy. Cô từ từ ngẩng dậy như là người bị trúng tà. Các dây thần kinh thì căng như chão. Trong khoảnh khắc đó, trên tấm gương phản chiếu hình ảnh của cô gái đang run bần bật vì sợ hãi. Cô không có dám mở cửa. Còn tiếng khóc kia thì mỗi lúc một rõ hơn. Cuối cùng cô đã hạ quyết tâm bước từng bước đến chỗ có tiếng khóc. Chỉ thấy lúc cái bóng sắp biến mất trong gương thì có một bàn tay vươn ra nắm lấy tay của cô. 10 ngón tay siết lại, móng tay thì đã bị mài mòn, vết máu loang lổ nhưng vẫn nắm chặt không có chịu buông. Trịnh Vi thấy thế thì tiếng khóc kia đã lại vọng ra từ trong mấy bức tranh dán tường trước nhà vệ sinh. Lẽ nào người ta trong tranh sống lại nhưng không thành. Trong lúc do dự, cô lại nghe thấy tiếng cào sột soạt, giống như phía sau bức tranh có người đang dùng móng tay khẽ cào lên vậy. Trịnh Vi! Trịnh Vi! Cô giật mình bởi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, nghe vừa quen lại vừa lạ, nhất thời không có nhớ ra được là ai. Bàn tay nắm lấy tay của cô càng lúc càng chặt hơn, cô sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, tiếng kêu như bị ghìm xuống không có thoát ra được khỏi miệng. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang lên. Đúng là vị cứu tinh của đời cô. Cô đã mở mắt tìm điện thoại ở trong túi sách. Tiếng khóc và bàn tay kia cũng đã biến mất không có dấu vết tự bao giờ. Alo? Giọng của cô run run. Trịnh Vi, sao em vẫn chưa về? Em đang ở đâu thế? Ngô Lỗi sốt sắng nói nhanh ở trong điện thoại. Nhắn tin cho anh địa chỉ, anh sẽ tới đón em. Trịnh Vi lắc đầu. Không, em về ngay đây. Anh ở nhà đợi em. Vì có chết, cô cũng không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Tuy rằng đèn điện vẫn sáng trưng, nhưng công ty lúc này không có một bóng người. Trịnh Vi nhanh chân tới bàn làm việc tắt máy tính. Khỉ thật. Cô tặc lưỡi,
Chẳng biết tại làm sao mà máy tính đột nhiên không có nhận chuột. Cô ấn một lúc lâu mà chẳng được. Màn hình đột nhiên nhiễu gì như là mấy chiếc tivi cũ đã bị lệch anten, phát ra những cái âm thanh vò vè như là bầy ong đập cánh. Cô sợ hãi rút luôn cả phích cắm, màn hình mới đen lại. Sự thể vẫn chưa hết, trên màn hình máy tính còn phản chiếu một bóng người đàn ông. Trịnh Vy giật mình quay đầu lại, nhưng chẳng có ai hết. Bà lao công cũng đã rời đi từ lâu. Mặt của cô nàng xanh lét chuyển sang trắng bệch. Cô sợ đến mức cảm giác như mình sắp ngất ra đây mất nếu như lại có bất cứ sự việc gì bất thường nào xảy ra. Tiếng bước chân chạm xuống nền chỉ vọng lại những tiếng khe khẽ, còn sau lưng luôn có cảm giác có người đi theo. Cô quay đầu không biết bao nhiêu lần, nhưng phía sau thì lại trống không, chẳng có ai cả. Cô lấy hết sức chạy tới thang máy, nhưng tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gấp, không có tiếng kêu gào thảm thiết. Bàn tay kia đã mấy lần nắm vào cổ áo sau của Trịnh Vy, nhưng cô đều đã tránh được. Cô ba chân bốn cẳng chạy bán sống bán chết, nhẹ người khi nhìn thấy trong thang máy có một người phụ nữ, chắc là nhân viên của công ty ở tầng trên. Thang máy dừng ở tầng 7, cách văn phòng cô làm việc 2 tầng. Sau đó lại thêm có mấy người nữa đi vào. Tuy nhiên họ chỉ đứng sang phía bên phải, chỗ nút bấm thang máy. Tuyệt nhiên chẳng có ai đứng lên phía trước của cô. Mặc dù chỗ đó còn trống, cô ngạc nhiên nhìn xuống dưới, thấy có một đôi giày không có đặt trước mình. Rõ ràng là cô bước vào không hề thấy nó ở đó. Chuyện này là sao cơ chứ? Nghĩ là mình đã gặp ma rồi. Cửa thang máy vừa tinh một tiếng là cô đã lao ra ngoài, gọi xe để trở về nhà họ Ngô. Chuyện đã nghĩ đã dừng lại ở đó, nhưng hình như ông trời lại cứ muốn đọa đẩy cô thì phải. Chiếc xe taxi được nửa đường thì chết máy, điện thoại cô cũng đã sập nguồn vì hết pin. Xin lỗi, có thể cho cháu mượn điện thoại của chú một lát được không ạ? Người lái taxi vui vẻ đưa cho cô. Cô bấm máy gọi cho Ngô Lỗi, nhưng chiếc điện thoại ấy đã là đời cũ, bắt sóng rất kém. Nơi này là khu ngoại ô, nửa đêm tín hiệu lại càng yếu hơn. Một lúc lâu sau mà không có gọi được, Trịnh Vy đành bất lực trả tiền xe rồi đi bộ về. Vượt qua những con gió lạnh buốt táp vào mặt, men theo những con đường núi gồ ghề, khoảng 20 phút sau thì cô cũng đã đi qua được sườn đồi thứ nhất. Lúc này thì trời cũng đã gần sáng, bóng tối trước khi bình minh có lẽ là lúc tối tăm nhất. Cô bước thấp bước cao vượt qua những triển dốc tối đen, hai bên cỏ cây rậm rạp, tiếng gió thổi, tiếng lá cây xào xạc đến rợn người. Thỉnh thoảng ở trên đường đi lại xuất hiện những tảng đá to với những hình thù rất kỳ quái, trông chẳng khác gì là những bóng ma đang lởn vởn ghê rợn, khiến cho cô sợ chết khiếp, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Khó khăn lắm mới vượt qua được triền dốc thứ hai, Trịnh Vy thực sự đã mệt không thể đi nổi nữa, liền ngồi ở một tảng đá ven đường để nghỉ ngơi. Cô thầm nghĩ chắc là mình sẽ vượt qua được triền dốc này và tới được nhà họ Ngô trước khi trời sáng. Vừa ngồi xuống thở dốc thì đột nhiên cô cảm thấy có một cái bóng trắng lóe lên rồi lập tức biến mất trước mắt của mình. Cô cứ ngỡ mình bị hoa mắt, thế nhưng nghĩ đến cái chuyện có thể là hồn ma của người đàn ông không chắc đã phải là Tuấn Khải ở công ty thì vẫn đang bám theo mình hay không, trong lòng của cô bắt đầu cảm thấy hoang mang. Trước đây cô đã từng nghe nói, ở những nơi núi cao đồng hoang như thế này rất dễ gặp phải ma quỷ. Cứ nghĩ đến những cái bóng ma quái ở trên triển dốc là cô lại cảm thấy nổi hết cả da gà. Trịnh Vy không có dám tiếp tục ngồi nữa, cắn chặt răng, nhấc gót rồi đi tiếp. Được nửa trên dốc thì trời cũng đã tăng tảng sáng. Vì hoảng sợ mà cắm đầu cắm cổ bỏ chạy suốt cả đêm, khiến cho toàn thân của cô cũng đã rệu rã. Vừa mệt vừa đói, nghĩ đến việc chỉ cần qua được trên dốc này thì sẽ gặp được Ngô Lỗi và Ngô Thư, hai người gọi là thân thiết nhất còn lại ở với cô trên cõi đời này. Cô lại gắng lê bước, lết cái thân tàn kiệt quệ của mình để mà đi tiếp. Trịnh Vy lúc này nhíu mày, mặt trời cũng đã ở đằng sau, hắt ánh nắng lên trên con đường như thể mạ vàng. Cô lóa mắt vì ánh sáng đó. Đây rồi, cuối cùng cũng đã tới căn biệt thự cổ của Ngô Lỗi, một cơ ngơi rộng rãi có nền đất nện chắc nịch. Xếp dọc hai bên tường là những hàng cột đá cuốn đầy dây leo và những bông hoa hồng đang rực rỡ bùng nở. Những tấm vải mỏng răng giữa những hàng cột, vải nhuộm kỳ lạ, hương thơm xộc vào mũi khiến cho lòng người tĩnh lặng trở lại. Giờ, khi bước lên bậc tam cấp để lên trên hiên nhà, miệng của cô khô khốc và cổ họng thì ứ nghẹn chỉ muốn khóc. Cô đã tự nhủ không được khóc, khóc chỉ làm cho mình cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Cô đẩy cửa bước vào,
Bên trong thì ngập tràn ánh sáng. Về tổng quan, nó giống như một căn phòng trong cung điện mùa hè dưới ánh mặt trời rạng rỡ hơn là một căn nhà của tầng lớp thượng lưu cổ điển. Trịnh Vi gọi tên của Ngô Lỗi, nhưng không có thấy ai trả lời cả. Cô có một chút giận dỗi, rõ ràng là mình đã dặn anh ấy là ở nhà đợi mình. Vậy mà anh ấy đã lại đi đâu mất, mà đi đâu trong lúc mặt trời vừa mới mọc cơ chứ. Cô bước lên trên phòng của mình, căn phòng ở cuối hành lang, thường để dành cho khách ở. Vừa mở cửa, có một bóng người cao lớn ngay cửa đập vào mắt của cô, khiến cho cô giật mình hét lên. Trịnh Vi, em bị làm sao vậy? Khi định thần lại được thì người đàn ông đó chính là Ngô Lỗi. Cô bỗng nhào tới ôm chặt anh. Bản thân không kìm được nữa, đã bật lên khóc nức nở. Ngô Lỗi ngạc nhiên khi thấy cách cư xử của cô nàng một cách lạ lùng. Chẳng biết là chuyện gì đã xảy đến với cô, khiến cô phải chịu đựng nhiều đến như vậy. Anh vỗ vỗ vai của cô an ủi. Qua độ 10 phút, Trịnh Vi ngừng khóc, gạt nước mắt ngước nhìn anh. Sao anh lại ở phòng của em? Anh giơ ra chiếc áo khoác hồng, bảo cô. Quần áo của em khô rồi, và anh nghĩ em sẽ không muốn nhìn thấy đống đồ bừa bộn vứt ở trên giường khi trở lại, nên đã... Anh chưa kịp nói hết câu, thì cô đã nhào tới ôm chặt anh một lần nữa. Em cứ tưởng mình sẽ không còn gặp được lại anh nữa. Ngô Lỗi xoa đầu cô. Ngốc ạ, sao lại không? Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em mà. Cô chợt buông anh ra xấu hổ nói. Xin lỗi, em bốc mùi lắm có đúng không? Cô nghĩ lại hơn một tiếng đồng hồ, đã chạy qua mấy quả đồi bê bết đất cát để tới đây. Lúc này cũng mới thấy thực sự là rất mệt mỏi và đói. Em dùng phòng tắm của anh đấy, cứ gọi anh nếu em cần gì nhé. Cô hiểu ý của anh chẳng có ý gì khi nói như vậy, vì từ hai ngày trước, mấy phòng tắm còn lại, trừ phòng của Ngô Lỗi và Ngô Thư, thì nối ống nước với nhau đã bị hỏng và không có nước. Vâng, cô đáp nhẹ, mở tủ lấy quần áo và đi tới phòng anh. Cô mở nước, vòi nước nhỏ giọt, thế lại khiến cho cô thoáng sao nhãng từng giọt nước bàng bạc dường như là sáng óng ánh, mang hình hài của giọt lệ tinh khôi trước khi rơi xuống. Trịnh Vi nhận thấy thị giác của mình kể từ sau đêm qua thì khá là kỳ lạ. Cô cứ bị những thứ rất đỗi bình thường thu hút, những giọt nước lóng lánh, những vết nứt lan rộng ở trên vỉa hè, vệt dầu loang loáng ở trên đường. Như thể cô chưa từng nhìn thấy chúng trong suốt quãng đời trước. Một tiếng nấc khô khốc vang lên trong phòng tắm khiến cho các giác quan của cô đã được dịp căng ra. Quái lạ, căn nhà này trước đây đã được thầy niệm chú, những thứ không trong sạch và không phải con người tuyệt đối không thể bước vào bên trong. Thế mà giờ đây, cô lại nghe thấy những âm thanh y hệt như lúc ở công ty. Tóc gáy của Trịnh Vi cũng đã dựng đứng, da gà nổi toàn thân. Cô sợ hãi tránh ra khỏi bồn rửa mặt. Thứ đang chảy đó không phải là nước mà là máu, tanh tưởi và đặc quánh. Cảm nhận được ai đó cũng đang ở trong phòng này, cô từ từ đưa mắt nhìn lên tấm gương lớn. Là Tuấn Khải. Cổ họng của cậu rách toạc ra và máu cứ thế tuôn xối ra, để lộ xương cổ trắng ẩn và khuôn mặt nát bét dính đầy bùn đất. Làn da thì chi chít những vết thương hở chứa lũ giỏi bọ kinh tởm, trắng bệch chết chóc. Miệng là cái lỗ đen ngòm, mắt thì lồi ra như ếch, và cánh tay thì kết thúc bằng những ngón tay nát bét lẫn trộn với thịt máu. Cậu đưa tay về phía của cô. Trịnh Vi! Trịnh Vi! Rồi làn da mặt kia từ từ tuột khỏi người, xương cốt cứ dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại trơ lại một tấm da người mà thôi. Cô ôm đầu hét toáng lên, ngã quỵ xuống đất. Ngô Lỗi ở bên ngoài chạy vào nắm lấy tay của cô. Em sao vậy? Có chuyện gì thế? Trịnh Vi nói ở trong cơn mê. Chán thì bịn dịn mồ hôi lạnh. Tuấn Khải, là cậu ấy, Tuấn Khải. Ngô Lỗi chợt rùng mình, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh dìu cô ra bên ngoài. Không sao rồi, có anh ở đây, có anh ở đây. Tất cả đèn phòng đều đã được bật sáng. Trịnh Vi nằm ở trên giường của anh, mặt thì xám ngắt, chăn do anh mang vào đắp kín tận ngực. Cô nàng ấn chặt chiếc khăn vào cánh tay phải. Chiếc khăn giờ đã thấm kha khá nước mắt, mắt của cô nhắm nghiền. Bên tủ cạnh giường còn có một bình nước và vài chiếc cốc. Ngô Lỗi rót nước và mang tới cho Trịnh Vi. Hai tay anh khẽ khẽ run tay, làm sánh nước ra chút ít khi cô đón lấy chiếc cốc. Cô đang định ngẩng đầu, định nói gì đó, đôi mắt liếc nhìn cốc thủy tinh. Nó ánh lên một cái gì đó chỉ tồn tại ở trong chưa đầy một giây, và rồi giật ngay tay lại, khiến cho chiếc cốc bay vèo đi. Nó va trúng cạnh bàn và vỡ tan. Nước bắn tung tóe lên trên mặt bàn gỗ bóng loáng. Em ổn không? Vi Vi. Trịnh Vi đẩy chân lùi lại dựa người vào góc tường. Cậu ấy ở đây.
Ngô Lỗi thì sốt sáng hỏi, ai cơ? Tuấn Khải. Cô nói, cậu ấy đang ở ngay đây. Rồi cô chắp tay lại, lẩm bẩm điều gì đó ở trong miệng mà anh không nghe rõ được. Bắt đầu từ việc mơ thấy những mảnh gương chìm trong bể, Tuấn Khải cười một cách quái dị nhìn anh. Trịnh Vy cũng chìm theo xuống dưới đáy nước, cho đến việc cô nàng liên tục nhìn thấy bóng hình của cậu bản thân trong gương nhà vệ sinh công ty mà trong nhà tắm khiến cho anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lẽ nào vòng phép bảo hộ của ngôi nhà đã không có còn tác dụng nữa, hoặc giả vong hồn của Tuấn Khải đã quá mạnh mẽ và cậu ấy đang quay trở lại là để đưa Trịnh Vy đi cùng, cướp đi người con gái mà khi còn sống đã khiến cho cậu đau khổ tột bậc. Anh nghĩ là... Sau một vài phút suy ngẫm, Ngô Lỗi nhìn thẳng vào mắt của cô, quả quyết. Chúng ta cần phải hủy đi mảnh gương ấy. Trịnh Vy thì đỏ hoe mắt nhìn anh, trong lòng thì vừa an tâm vì còn có anh ở bên cạnh, nhưng cũng lại vừa lo lắng, không biết tiếp theo rồi đây thì họ sẽ phải vượt qua những chuyện này như thế nào. Ngô Lỗi, anh có thấy nó đâu không? Trịnh Vy hỏi, lật hết chăn gối đệm lên trên mà chẳng thấy. Cái gì cơ? Ngô Lỗi vừa làm xong bữa sáng quay ra hỏi. Mảnh gương ấy, em không tìm thấy. Anh gắp trứng ra đĩa rồi vội nói. Hình như anh thấy em để ở trên mặt bàn. Em thử tìm lại xem. Anh đã hẹn một pháp sư rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tới đó. Trịnh Vy quay trở về phòng của mình, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Mảnh gương này cứ như là mọc ra đôi cánh rồi bay đi mất vậy. Cô ra sức lật cái hòm, mở ngăn kéo, bới tung đống quần áo ở trong tủ. Mỗi lần cô nhìn thấy cậu ấy đều là thông qua sự có mặt của những thứ phản chiếu như gương, cốc thủy tinh. Vậy nên nhất định mảnh gương cô mang về chính là con đường âm dương, khiến cho vong hồn của Tuấn Khải không cần phải bước qua cửa mà vẫn có thể vào được bên trong nhà. Cuối cùng, cô tìm thấy mảnh gương nằm ở trong chiếc khăn tay đặt ở trong túi áo khoác. Gió lạnh đột ngột phả vào sau gáy, cô chợt cảm thấy phía sau của mình như có người đang đứng nhìn. Cô giật mình quay đầu lại, nhưng chẳng có ai cả. Nhìn trái ngó phải, vẫn không có gì hết. Có lẽ vì đã quá đa nghi, cho nên cô không có dám nghĩ nhiều nữa, liền bỏ đồ xuống rồi đi ra ngoài. Lúc đóng cánh cửa tủ lại, cô vẫn thẫn thờ mất vài giây lát, bởi có cảm giác là hình như mình đã trông thấy cái điều gì đó. Hai tay của cô run cầm cập cầm mảnh gương, khẽ khàng soi lên trên đó. Trong chiếc gương kia là gương mặt trắng bệch của cô, di chuyển chiếc gương xuống dưới rồi lại lên đến trên cổ. Sau khi lại lướt sang bên vai, cô thấy có một bóng người khác, là một người đàn ông đang đứng ở phía sau nhà. Dịch lên một chút thì quả là không sai, chính là vết thương dài giữa cổ của Tuấn Khải, hở xương trắng và máu đã đông lại đen đặc. Tuấn Khải, cậu có thương mình thì hãy yên nghỉ dưới mồ xanh, mình sẽ thường xuyên đến cúng viếng cho cậu. Tình cảm chúng ta hơn 20 năm nay, mình tin là cậu hiểu cho mình. Cô vừa khấn xong thì máu miệng đột nhiên đã phun trào, lồng ngực đau nhói, cơ thể ngã nhào xuống đất, cảm giác hoa mắt chóng mặt, không có còn sức sống. Cô cố gắng ngẩng đầu liền nhìn thấy con đường trải đá xanh. Bỗng nhiên tất cả các cánh cửa sổ hai bên đường lọt vào mắt của cô đều mang một màu xanh ngọc bích. Ngô Lỗi nghe thấy tiếng huỵch phát ra từ căn phòng cuối hành lang, phòng của Trịnh Vy, thầm nghĩ nhất định là có chuyện không hay vừa xảy ra rồi, nên vứt luôn cả chảo bít tết, ào chạy tới, chỉ thấy Trịnh Vy đã ngã nhoài xuống dưới nền nhà. Khó khăn lắm thì mới đỡ được cô dậy, đặt nằm lên trên giường. Lúc này cô đã bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê. Ngô Lỗi thấy nhịp thở của Trịnh Vy đang yếu dần, hét gọi em gái. Nhóc, nhóc! Ngô Thư hãy còn đang ngái ngủ, nghe thấy tiếng anh hoảng sợ gọi lớn thì đã chồm dậy chạy sang. Anh, có chuyện gì vậy? Trịnh Vy sao thế này? Mau, giúp anh mang nước tới đây. Ngô Lỗi bế Trịnh Vy đặt lên trên giường. Trong tay của cô vẫn còn nắm chắc mảnh gương. Cạnh sắc cứa vào tay của cô đã ứa máu. Ngô Thư rót nước đưa cho anh, đứng một bên nhìn mà sốt cả ruột. Trịnh Vy không ngừng kêu khát, nhưng dù có uống bao nhiêu nước cũng chẳng có tác dụng gì cả. Người của cô mỗi lúc một run, chân tay lạnh ngắt và tím tái lại. Không ổn rồi, phải đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi. Ngô Thư thúc giục. Không có tác dụng gì đâu, cái này không phải là bệnh tật gì cả. Lúc này chỉ có một mình Ngô Lỗi là hiểu rằng sự việc này là do thế lực tâm linh gây ra. Nếu không tìm cách hóa giải ngay, e rằng mạng của cô sẽ chẳng còn nữa. Bây giờ mà đến bệnh viện chỉ tổ làm dỡ lở thời gian mà thôi. Là như thế nào cơ? Em chẳng hiểu gì cả. Ngô Thư nhíu mày. Anh sẽ giải thích sau. Bây giờ em cần phải xuống nhà để chuẩn bị xe. Chúng ta cần phải đi ngay.
Bầu trời lạnh và u ám, thời tiết thay đổi từ đêm ngày hôm qua. Gió dữ dội, bầu trời xám xịt, rồi một cơn mưa phùn. Mới khoảng 8 giờ sáng mà khắp các ngọn đồi đều đã bị bao phủ trong ủ rột của một chiều vào thu. Sương mù thì giăng cùng khắp lối. Mặc dù các cửa kính đều đã được đóng kín, khí lạnh và hơi ẩm vẫn len vào xe. Nệm ghế bằng da như cứng lại vì hơi lạnh. Trên mui xe, những giọt nước mưa theo một kẽ dạn nào đó đã làm ướt da bọc ghế và để lại những vết xanh như mực. Gió xoáy càng lúc càng tăng. Có lúc gió như muốn lật nghiêng chiếc xe qua một bên khúc quanh. Khi lên chỗ cao, trống, gió càng có dịp làm cho cả chiếc xe rung lên, đong đưa từ bốn cái bánh cao nghều nghẹo như một tên say rượu. Chùm kín tai, ngồi khum lưng như muốn gập đôi người lại. Ngô Thư cố dùng sức đôi vai để che chở cả thân mình trong mưa gió. Bánh xe rít lên ken két mỗi khi sụt nhầm một ổ gà, rồi bùn lẫn nước bắn vào lên trên cửa kính tung tóe. Mưa vẫn di rỉ, lai dài, khó nhìn đường ở phía trước. Kẽ nứt trên mui xe thỉnh thoảng lại làm một giọt tành tạch, vài giọt nước lạnh buốt lên vai của Ngô Lỗi, và anh đã lặng lẽ lấy tay chùi vội. Một tay đỡ lấy đầu của Trịnh Vi, anh dán mắt ra khung cửa xe đầy bùn và nước mưa. Anh ao ước có một cách vô vọng, dù chỉ một tia nắng xuyên qua bầu trời nặng nề, dù chỉ trong khoảnh khắc, để anh lấy lại được khung trời xanh. Mưa càng lúc càng lớn, nước tạt vùn vụt vào khung kính và như không thể thấm vào đất cằn cỗi. Chả thấy cây cối gì, trừ vài cây khô, giang cảnh khẳng khiu ra chống đỡ trong cơn mưa một cách tuyệt vọng. Chúng đã trải qua nhiều năm tháng chịu đựng thời tiết quái ác ở đây và cũng đã kiệt sức rồi. Bão tố và thời gian làm cho chúng khô khan. Dù cho mùa xuân có đến, các nụ trên thân cây cũng không đâm lá vì sợ chết rét. Đất nghèo nàn, không có một cánh đồng, không có một rào rậu. Đó đây toàn là sỏi đá, vài bụi gai đen và những cành hoa dại xác xơ. Không có ai nói với ai một câu nào. Trông thái độ lo lắng, đau lòng của anh trai, Ngô Thư cũng chẳng dám hỏi gì thêm, chỉ chăm chú nhìn đường và rẽ hoặc quay đầu theo lời chỉ dẫn của anh. Đi được khoảng hơn một tiếng, gió lặng rồi, tuy mưa thì vẫn chưa ngớt, có tiếng động kỳ dị vang lên. Trời khó nhìn quá cho nên Ngô Thư không có thấy rõ gì cả, nhưng có một vật treo lủng lẳng làm cho cô hốt hoảng, cứ ngỡ là lại nhìn thấy một cái đầu của ai đó bị treo lên như trong mấy bộ phim kinh dị. Định thần nhìn kỹ lại, cô biết đó là tấm bảng chỉ dẫn. Tấm bảng đong đưa theo gió, cũ kỹ, đáng thương. Chắc nó đã trải qua những ngày tháng không mấy tốt đẹp. Những dòng chữ trắng tắm nắng, gội mưa đã trở thành xám xịt. Nhà Pháp Sư Vị Quang. Đúng nơi này rồi đấy, em vòng qua kia đi. Ngô Lỗi chỉ một bãi đất trống đối diện. Ngô Thư nhìn chiếc gương chiếu hậu. Sau khi đã xác định là không có bất cứ thứ gì chạy ngang qua, cô bắt đầu bẻ lái. Xe vừa dừng, Ngô Lỗi lập tức bế Trịnh Vi chạy vào gõ cửa liên tục. Pháp sư, pháp sư, tôi là Ngô Lỗi, pháp sư, pháp sư. Mỗi một giây trôi qua mà cánh cửa vẫn chưa kịp mở, anh đã lại hoảng hốt gọi lớn. Đây rồi, ta tới đây, thật là ồn ào quá đi. Một ông lão râu tóc bạc phơ kéo chốt cửa, Ngô Lỗi phóng ngay vào bên trong. Xin hãy cứu cô ấy đang rất yếu. Pháp sư bình tĩnh nhìn chàng trai trẻ. Có mang thứ đó tới hay không? Ngô Lỗi lập tức lôi từ trong áo ra một mảnh gương bọc trong chiếc khăn tay. Ánh mắt thì đầy vẻ đau khổ. Được rồi, cậu giúp ta thắp đủ 5 ngọn nến trắng, đặt ở các vị trí cạnh đầu, hai bàn tay, hai bàn chân của cô ấy. Ngô Lỗi nhanh chóng làm theo lời dặn. Mỗi lần đặt nến là lại thấy Trịnh Vi rên rỉ kinh khiếp hơn. Ông Pháp Sư đeo vào tay của cô chuỗi vòng tràng hạt bằng gỗ đàn hương. Trên tràng hạt to có khắc kinh văn đen chìm. Việc sau đây cực kỳ quan trọng. Cho dù có nghe thấy gì, cậu cũng phải giữ chặt người của cô ấy, không có được buông ra. Nói rồi, Pháp Sư bắt đầu đi xung quanh Trịnh Vi. Mỗi bước đi là một lần giải nước thánh. Đi đủ 5 vòng, ông bắt đầu ngồi ngay ngắn xuống tấm thảm, mảnh gương đặt dưới chân, dùng gậy Pháp gõ liên tục xuống, miệng thì đọc chú kinh. Trịnh Vi mở mắt trừng trừng, nói với Ngô Lỗi bằng một giọng van nài. Em xin anh, hãy để em đi. Em đau lắm, em xin anh. Cô cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, càng lúc thì càng thảm thiết khi tiếng gõ của Pháp Sư mỗi lúc một nặng nề hơn. Ngô Lỗi thì suýt chút nữa thì đã lỏng tay, anh nhắm nghiền mắt lại, quyết không để khuôn mặt đáng thương kia làm lay động tâm trí.
mảnh gương bắt đầu nứt toạc ra. Trịnh Vi thì gào lên, nhưng không phải tiếng của cô, mà là âm giọng sắc lạnh của quỷ dữ. Cô ấy là của tao, của tao. Và rồi cùng với nhịp gõ cuối cùng của vị pháp sư, mảnh gương vụn ra như cám, rồi tan tành cái thứ nước lỏng toẹt màu xanh lá. Ông đã nhanh tay thấm nó bằng tấm vải, sau đó giơ ra trước ngọn nến. Nó cháy xì xèo lên như là tẩm dầu, chỉ một lát sau cũng đã hóa thành tro. Lúc này Trịnh Vi mới từ từ mở mắt, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, đôi mày thì nhíu lại. Ngổ lỗi, chuyện gì vậy? Anh kéo cô đứng dậy chỉ vào vị pháp sư. Ông ấy vừa cứu mạng của em đấy. Trịnh Vi cúi đầu cảm ơn rối rít, nhìn những tàn dư còn sót lại của mảnh vải đã rơi lả tả xuống đất. Trong lòng của cô không có một chút ngỡ ngàng. Lúc lên xe để trở về nhà, Ngô Lỗi hỏi cô, em có muốn đến thăm cậu ấy một lát hay không? Trịnh Vi gật đầu, anh vòng xe sang bên trái hướng vào nghĩa trang. Họ nắm tay nhau bước lên trên ngọn đồi. Trịnh Vi đặt xuống mộ của Tuấn Khải một bó hoa cúc trắng. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Cô ngả vào vai của anh, nước mắt của cô cũng đã chậm chậm tuôn rơi.